cái lọ này nó rất là đậm đặc, thành ra một lọ này cái Duyên xài, trời, cái Duyên nghĩ là 5-6 tháng vẫn chưa hết đó. Vì mỗi lần xài mình chỉ cần dùng có vài giọt thôi là nó đủ tạo bọt và nó đủ tạo tất cả những cái chất mà để cho da mặt mình sạch. Các bạn nhớ nha, một giọt ở ngay má nè, ngay trán nhớ dùng ở những góc mắt và ngay cạnh cánh mũi cho thật là sạch. Và nhớ là khi mà chúng ta lau chùi bất cứ cái gì chung quanh mắt đó, mình chỉ nên dùng cái ngón tay này hoặc ngón tay út, vì mình chà nó thật là nhẹ, chứ mình đừng nên kéo và mạnh. Vì vậy khi mà tẩy da bằng gel tế bào gốc đó, mình dùng nhẹ thôi nó cũng đủ tẩy đi những cái make up hay là những cái dơ trên da mà mình không cần phải chà mạnh lắm, chỉ vài giọt thôi nhé các bạn nhé. Gel này được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên như chiết xuất ô liu, chiết xuất dầu diếp cá, chiết xuất cây hàm ếch, ngãi lá kim, chiết xuất rong biển Eglonia. Đặc biệt, gel rửa mặt này được chiết xuất từ tế bào gốc nhân sâm đỏ. Nhân sâm là một nguyên liệu cao cấp giúp da khỏe mạnh, mịn màng, kháng viêm, chống lão hóa và làm trắng da vượt trội. Khi nhân sâm được áp dụng công nghệ tiên tiến để chiết xuất thành tế bào gốc thì chức năng của nó càng ưu việt hơn và mang đến hiệu quả vượt trội và làm sạch da, vừa dưỡng da hiệu quả.